cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Em đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Ê, gì Hương? Chị Hương? Kêu ai? Kêu gì á? Gì cái gì mà gì? Dặn bao nhiêu lần rồi chị? Trời đất ơi, bà lớn vậy mà kêu chị gì? Bà đáng tuổi cha tuổi má tôi đó. Trời 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 trời, nhỏ này sao á? Gì? Kêu bằng chị đi. Chị cái gì? Người ta còn trẻ. Thấy ghê không, bà mà trẻ bà già như quỷ vậy. Kìa, bà quay vòng coi, quay vòng trời coi. Trời ơi khoan nè. Nhắc cái gì? Nhắc chữ gì? Nói chữ gì? Trời đất ơi, coi kìa, già lớn tuổi mà ăn mặc lố lăng. Trời ơi, cái này cái xì tai của người ta là như vậy. Thôi nè, dì nói con nghe, từ nay trở đi dì không bao giờ thích con nhắc tới cái chữ đó. À, già đó hả? Trời ơi, đau. À, vậy hả? Xin lỗi dì. Con có biết hả? Khi nào mà con lớn lên đi, con bằng cái tuổi này đi, rồi con sẽ hiểu được cái cảm giác khi mà nghe được cái chữ đó, hiểu không? À, cái chữ già nó ghê vậy hả dì? Dì nó nghe nè, cho con hỏi dì một cái. Sao dì xinh đẹp, sang trọng quý phái quá mà. Sao dì ế hay vậy? Nhỏ này nó làm sao á ta ơi, không có nói chuyện được nó lâu hay sao á. Ế cái gì mà ế, cái này là dì kén chọn, con hiểu không? Dì á, đối với dì á, một tình yêu nó phải lớn lao dữ lắm. Khi mà dì chọn một ai đó rồi, dì sẽ dâng hiến cả trái tim của dì cho người đó. Cho nên dì phải chọn lựa thật kỹ, hiểu không? Ồ vậy hả? Nhắc tới trai mới nhớ, hôm bữa con với bà Hoa đúng không? Ừ. Đi về quê đúng không? Biết chuyện gì xảy ra không? Gì? Ghê lắm. Cái gì? Con Thảo Nguyên á. Sao? Nó dắt trai về nhà. Dắt vô cái cổng này nè, mở cổng bước vô, đóng cổng lại. Vô cửa chính, mở cửa bước vô, đóng cửa lại. Lên phòng, mở cửa bước vô, đóng cửa phòng lại. Ủa gì vô phòng luôn hả? Thì chị đoán vậy đó. Hay quá, tào lao, nghĩ sao con Thảo Nguyên nó làm vậy? Hùng vậy quá. Nhưng sao mà trời, chính mắt gì thấy mà. Thôi gì ơi, gì nhìn nhầm á. Trời nhầm cái gì mà nhầm, nhỏ này hai nhà sát vách nhau, con thì có hai mắt gì tới bốn mắt lận mà. Thôi gì ơi, mà Thảo Nguyên đâu phải là loại gái hư hỏng gì đâu. Đó, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy nha. Thôi, tôi không có nhiều chuyện nữa, tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, ai tin thì tin à. Thôi tôi đi vô ép Hoa. Gì kỳ cục vậy? Ê, ủa gì? Đâu hả? Lộn thôi. Trời đất ơi, mà tỉnh quá hả? Ê, trời ơi, cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Bơm. Bơm gì? Bơm nổ, mà nổ chậm. Ở đâu? Nó đang xì á, trong nhà bà. Bà là người đặt bơm phải không? Ê, đừng nói bậy bạ nghe bà. Dắt bà lên công an nha. Bà hiểu lầm tôi rồi đó nghe. Tôi nói cho bà biết nè, bơm này không phải là bơm nguyên tử hạt nhân đâu, mà bơm này là bơm nổ chậm. Nó nổ nhà bà thu quắc luôn đó. Tôi ghét ai nói chuyện vòng vo lắm. Nói thẳng vấn đề luôn đi. Nói gì? 1, 2, 3, nói. Muốn nói thẳng đúng không? Ừ. Nói thẳng cho nghe nè nha. Bà ha, lúc nào cũng hãnh diện con gái của bà hết hả? Bà đi đâu? Bà hôm bữa bà với Lì đi đâu? Về quê chứ đâu. Mà bà là cái gì bà tra hỏi tôi? Thì đi về quê. Về quê sướng quá mà, đâu có biết con gái mình sao không? Con gái mình ở đây dắt trai vô nhà. Nè, tôi nói cho bà biết nha, tin này từ đâu ha? Hay là từ bà dựng chuyện lên? Nè, hả? Tôi không có dựng chuyện nha, mà chính tay tôi nghe rõ ràng nè. Con Hường em của tôi á, nó nói lại với con Lì đó, tôi làm chứng và tôi nghe rõ ràng cái sự việc là con bà dắt trai về nhà. Mắc cười quá. Mắc cười sao? Hết đường nghe ai nghe cái con nhỏ ế chồng đó. Ê, tôi nói bà biết nha, mấy con ế chồng đó nó có vấn đề đó. Bà không được quyền xúc phạm em tôi nha. Nó ế thì mặc kệ nó, chuyện đó đổ qua một bên. Còn bà kìa, bà về bà lo cho con của bà đi ha. Lo cái con gì? Con gái bà danh giá quá mà, học giỏi cao sang quá mà, đó đồ cái thứ con gái hư. Trời ơi, bà tự nhiên đừng bà lại nói con tôi. Nói xấu gì ai con? Ừ. Sao? Không, dì không có nói xấu con, cái này là sự thật.
chị con dắt trai về nhà. Con không nít, con không biết gì đâu. Con vô nhà con học bài đi con. Nè con, cái đó không phải là sự thật đâu. Chứ sao? Trước mặt dì dân ở đây con nói đi, chị hai con sao để cho dân hiểu. Nói chị hai con vậy đó. Chị hai con không có dẫn ai về nhà hết. Mà con dẫn. Hả? Gì vậy? Chị em bị bệnh rồi kìa. Chị em bệnh hả? Thôi, nói anh chi. Bác sĩ nói không chăm sóc kỹ là có thể mất mạng. Nếu chị Thảo Nguyên mất thì anh sẽ cãi nhau với ai? Chị em bị gì? Chị em bị sốt cao là có thể mất mạng, anh có biết không? Thiệt không? Thiệt. Nhưng anh nói thật nha, anh không quan tâm chị em đâu. Anh vô coi còn sao thôi. Chị em nằm đâu vậy? Ở văn phòng đó. Đó, mọi chuyện lại vậy đó. Cái bữa đó mà là cái người mà đi vô nhà con là cái... Là thằng con của bà đó. Là anh Hoàng á, nhà hàng xóm mình nè. À vậy hả? Mà con nói tóm lại là con không thích ai nói xấu chị con. Hãy để chị con bình yên. Ok. Con chào cô. Cô chào con. Thấy chưa? Ha. Mai mốt làm ơn á, nhìn cho rõ ha, nghe cho thấu đáo đi ha. Chưa gì bà đã hồ đồ ha. Tôi hồ đồ gì bà? Trời đất ơi, thì tôi nghe rõ ràng con Hường em của tôi nói chuyện với con Lì. Thì hai đứa nó nói chuyện thân mật với nhau mà tôi thấy hai đứa không có phản ứng gì hết trơn. Tôi tưởng chuyện này là sự thật. Đó, bà có muốn chửi thì bà chửi con Lì kìa. Do con Lì mà ra hết trơn á. Trời ơi. Cũng là con Lì. Vừa Lì vừa khùng. Trời ơi Lì ơi, chuyện này là mày biết tại tao. Gì? Sao vậy vậy? Hả? Chị. Thôi bơi kêu chị ngượng cái miệng. Chị kỳ lắm. Thôi. Chị. Thôi vậy. Ngượng gì thôi, bây giờ kêu chị đi rồi từng cho 50. 50 hả? Ừ. Thôi 75 đi. Rồi chơi luôn. Sao? Con Thảo Nguyên nó về chưa? Chưa. Trời ơi. Giờ này nó chưa về. Có nghĩa là nó đi với trai. Đêm nay nó sẽ overnight. Trời ơi, ghê vậy. Sau đó nó sẽ đi nhậu. Sau đó nó sẽ bê xe lết luôn. Và sau đó nó sẽ... Chị cái đó hả? Ừ. Trời ơi, ghê quá. Con gái mất nết. Trời ơi, ghê vậy. Ôi, ghê quá hả? Ôi, không ngờ Thảo Nguyên nó ghê gớm. Trời ơi, chết rồi. Mất nết quá. Trời rồi. Ai ghê? Ai mất nết? Qua đây. Nấu đi. Nấu cho bà nghe. Dạ. Thôi chị nói đi. Thôi tôi nói nha. Con gái bà chứ ai. Ừ. Bây giờ nó chưa về đúng không? Ừ. Thì có nghĩa là nó đi theo trai phải không? À, cái này bà tự nói nha, tôi không có nói nha. Nói. Thôi luôn để tôi nói cho bà nghe này. Cái bữa mà bà về quê đó đúng không? Chính mắt tôi trông thấy nè, nó dắt trai vô nhà đó. Ôi ghê quá bà ơi. Mày biết cái thằng con trai đột nhập vô nhà ta là ai phải không? Là ai vậy? Về hỏi chị mày nè là biết. Ôi, sao tự nhiên hỏi chị tôi? Nè, già rồi, ấy chồng ấy chê rồi. Ê, bà thì nói lo tu, tao nói mày á. Ôi, tôi già. Lo tu đi, ha không? Cả hai cái tấm tổng chuyện gia đình của người ta hoài ha. Lo mà tinh khẩu đi cưng, để mà kiếm sao kiếm được tráng sĩ tươi xanh. Bà này ăn nói gì lớn tiếng người ta quá vậy? Nín mày, chưa tới lượt mày. Còn mày nữa, ha không? Đem chuyện trong nhà đi thọc bạch ra ngoài, ha? Đâu mày có. Nghe lời người ta. Để mà mày biêu ríu tiểu thơ của mày. Không có, con không bao giờ làm vậy. Con chỉ thắc mắc là Thảo Nguyên đi với ai thôi. Đó. À, thắc mắc phải không? Dạ. Tao nói luôn nè, từ rày về sau mày giao du với ai cũng được. Nhưng tao cấm mày không được giao du với cái con hoạt hình này. Giữa tao với nó mày chọn ai? Ê. Chọn ai? Chọn đi. Chị yên tâm đi. Bà đuổi em gì? Chị có chứa chắc em không? Tất nhiên là không rồi. Vậy mà chủ. Nè. Tao thì... Vậy cuối cùng Thảo Nguyên nó đi với ai? Với ai? Với ai?